thông tin chi tiết hơn. Thưa quý vị, giá vé máy bay trên các chặng từ Bắc vào Nam như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hạ nhiệt, giảm đến một nửa so với 1-2 tuần trước. Hiện nay thì giá vé khứ hồi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh các ngày 15 cho đến 17 tháng 3 của các hãng bay đã giảm xuống mức từ 3.500.000 đồng đã bao gồm thuế phí. So với 1-2 tuần trước thì mức giá này chỉ bằng một nửa. Sang tuần sau đó, giá vé khứ hồi trên đường bay vàng này còn thấp hơn, chỉ từ 3 triệu đồng. Các chặng bay khác tới Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng tương tự, vé khứ hồi cuối tuần cũng chỉ từ 3 triệu đồng. Mặt bằng giá vé máy bay nội địa sẽ giảm thêm từ tuần đầu tháng 4 cho đến trước dịp ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án Đền Hùng, khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, tỉnh Phú Thọ đã thông qua nghị quyết chấp thuận đầu tư thực hiện dự án tu bổ tôn tạo hạ tầng khu di tích lịch sử Đền Hùng từ nay đến năm 2026 với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương 88 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và các nguồn khác là 212 tỷ đồng. Theo đó thì tỉnh sẽ tập trung đầu tư các hạng mục công trình gồm cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tuyến đường giao thông số 1 kéo dài từ điểm giao với đường 325 đến ngã ba khu công nghiệp Đồng Lạng, quốc lộ 2, hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảnh quan kết nối giữa khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với khu vực đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân. Dự án còn bao gồm việc xử lý chống xói mòn một số vị trí khu có nguy cơ sạt lở trên khu vực núi Nghĩa Lĩnh, tu bổ tôn tạo hệ thống đường bậc lên xuống đền mẫu Âu Cơ, hoàn thiện hạ tầng cảnh quan khu vực tháp Hùng Vương. Lần đầu tiên tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận miền quê cổ tích này có rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam. Trong những ngày này, khi mà sắc hoa sơn tra phủ trắng núi đồi cũng là thời điểm bà con nhân dân tại Ngọc Chiến và du khách mọi nơi tìm về đây để hòa mình vào không khí ngày hội hoa sơn tra. Cây táo sơn tra từ lâu đã gắn bó mật thiết với cộng đồng dân tộc Mông trên bản Nậm Nghẹp, có độ cao trung bình 2.400 m. Đặc biệt là ở rừng sơn tra lớn nhất Việt Nam này, có rất nhiều cây sơn tra cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cứ mỗi độ xuân về lại khoe sắc trắng tinh khôi, trải khắp trên các sườn núi, bao quanh bản làng tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Thực sự là rất là choáng ngợp, đẹp quá. Hoa khá giống hoa mận của chúng tôi nhưng mà thực sự là nó hoang sơ và nó gây cảm giác phấn khích hơn khi mà đến với lại là lễ hội này. Miền quê cổ tích Ngọc Chiến giờ đây là điểm đến của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc hùng vĩ, là nơi sinh sống của 4 dân tộc anh em với truyền thống văn hóa lâu đời và bản sắc văn hóa độc đáo. Ngày hội Hoa Sơn Tra giờ đây đã là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc của các tỉnh Sơn La, Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc. Em lên đây chơi, em sẽ giới thiệu cho bạn bè, mọi người và người thân của em biết đến lễ hội Hoa Sơn Tra của năm sau. Năm sau sẽ rủ mọi người lên đây chơi ạ. Năm 2024 là dự kiến là khoảng trên 100.000 lượt khách đến thăm cũng như giao lưu đối với xã Ngọc Chiến với huyện Mường La. Đây cũng là một cái điều kiện để xã Ngọc Chiến nói riêng và huyện Mường La nói chung là phát triển cái bền vững về cái du lịch và tạo ra các cái nhiều sản phẩm, đa dạng các sản phẩm du lịch, trong đó có cái trải nghiệm hoa sơn tra. Núi non hùng vĩ, những sườn đồi sơn tra trắng tinh khôi là điểm nhấn quan trọng giúp miền quê cổ tích Ngọc Chiến tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn trên cung đường du lịch Tây Bắc. Một vấn đề mà dư luận đang quan tâm tại phiên thẩm vấn của các luật sư đối với 85 bị cáo liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB gây thiệt hại hơn 493.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa xem xét kỹ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, cam kết dùng toàn bộ tài sản gia đình của mình để khắc phục hậu quả. Trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về cơ duyên nào đưa bà đến với SCB, bà Lan cho biết tài sản của bà có được là từ thời mẹ bà tạo lập, sau này phát triển thêm. Về cáo buộc thâu tóm cổ phần tại SCB, bà Lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè, người thân trong và ngoài nước. Lý giải việc các cựu lãnh đạo, nhân viên SCB khai bà Lan có quyền lực, vai trò chỉ đạo tại ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cho biết mọi người không thấy ai xuất hiện ngoài bà nên ngộ nhận bà là chủ. Về việc cáo trạng nêu có nhiều công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, bà Lan cho rằng tất cả các khoản vay đều có tài sản đảm bảo nên không thể gọi là công ty ma. Bị cáo bày tỏ mong muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án và đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí đã hoàn trả cho bị cáo để đưa vào SCB giải quyết kinh tế tài chính. Ngoài ra, bà Lan cũng đồng ý đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1764 về việc đẩy mạnh cho vay thu mua kinh doanh lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công văn nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, thu mua, tạm trữ, xuất khẩu lúa gạo, nhất là thu mua lúa hàng hóa vụ đông xuân 2023-2024 tại các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không để xảy ra tình trạng người dân doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được nguồn vốn vay. Giá nhà trung bình ở Việt Nam hiện gấp 23,7 lần thu nhập trung bình hàng năm hộ gia đình, nhích nhẹ từ mức 23,5 hồi năm 2023. Đây là tỷ số giá nhà trên thu nhập mới được cập nhật năm 2024 của nền tảng dữ liệu về chi phí sống Numbeo, một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất trên thế giới do người dùng đóng góp về các thành phố và các quốc gia trên toàn thế giới. Trong giai đoạn 2019-2024, các quốc gia châu Á lân cận như là Philippines, Indonesia đều có tỷ số giá nhà trên thu nhập tăng nhanh hơn so với Việt Nam, lần lượt là 23,69% và 36,83%. Ngược lại, một số nơi đang có tốc độ tăng thấp hơn Việt Nam như là Thái Lan 20,76% hay là Hàn Quốc 13,21%. Thậm chí là một số thị trường lớn hoặc là có giá nhà đắt đỏ hàng đầu trên thế giới, chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập thậm chí chỉ còn đang thu hẹp lại. Chuyển sang một nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, gần tháng nay, những hộ dân sống quanh hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn cầu số 1, cầu số 2 thuộc quận Tân Bình đang phải gánh chịu sự ô nhiễm nặng từ rác thải, mùi hôi thối nồng nặc. Mặc dù đã liên tục phản ánh đến các cơ quan chức năng để nhờ xử lý giúp người dân sớm có lại cuộc sống trong lành, tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa được giải quyết. Và hình ảnh kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thì cũng đang xấu đi từng ngày vì rác thải ô nhiễm. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm tấn rác thải đang bị tồn ứ tại khu vực đoạn cầu số 1 và cầu số 2 của kênh Nhiêu Lộc. Mặc dù gần đây thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo khẩn yêu cầu là phải khắc phục, nạo vét và xử lý cái lượng rác thải này để không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh khu vực. Tuy nhiên thì đến nay lượng rác thải vẫn tồn ứ và hàng ngày người dân phải hứng chịu cái mùi hôi thối bốc lên như thế này. Túi ni lông, đồ dùng gia đình, hộp xốp không thời điểm sể, chất thành đống tràn ngập bịch kính trên kênh, bốc mùi hôi thối. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị, mà việc kinh doanh của những hộ dân tại đây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại thì cửa hàng kinh doanh của em là ở đây nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái mùi á, khi mà rác nó tụ về đây nhiều quá là cái mùi hôi nó bốc lên nồng nặc lắm. Trước việc con kênh đẹp nhất thành phố bị tái ô nhiễm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị thu gom rác tiếp tục duy trì dọn rác trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, đặc biệt là với số lượng tồn đọng từ ngày 31 tháng 12 đến nay. Lãnh đạo thành phố cũng đã đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục duyệt đơn giá, đấu thầu để công tác thu gom xử lý rác thải ô nhiễm trên toàn bộ tuyến kênh được đi vào quỹ đạo trở lại.